Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình thời sự ngày hôm nay do đội ngũ ban biên tập Sài Gòn News thực hiện. Kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em luôn được khỏe mạnh, được bình an và luôn luôn hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, đội ngũ Sài Gòn News mong quý vị bấm like, bấm chia sẻ video này giúp kênh lan tỏa tới nhiều quý khán thính giả hơn nữa. Và mong quý vị bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bản tin nóng hàng ngày. Và sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Tòa bạch ốc thừa nhận Joe Biden đã nói dối về cái chết của chú ruột mình trong Thế Chiến thứ hai. Cập nhật phiên tòa cánh tả New York ngày thứ ba đã chọn được 12 bồi thẩm viên cho phiên tòa chính trị tiền bịch miệng của Donald Trump. Kẻ phản bội William Barr bất ngờ lên tiếng bên vực Tổng thống Trump gửi tuyên bố đóng tới phe dân chủ. Và sau đây là phần tin chi tiết. kính thưa quý vị thân mến, tòa bạch ốc thừa nhận Joe Biden đã nói dối khi cho rằng chú của ông đã bị những kẻ ăn thịt người ở New Guinea ăn thịt trong Thế chiến II. Tham vụ báo chí Karen Gintier đã cố gắng làm chờ hướng bằng cách nói rằng Biden chỉ đơn giản là bày tỏ rằng ông ấy vô cùng tự hào về chú mình như thế nào trước khi thừa nhận câu chuyện là sai sự thật. Bạn đã thấy Tổng thống, ông ấy vô cùng tự hào về sự phục vụ của chú mình trong bộ đồng phục. Jean sau đó thừa nhận rằng chú của ông Biden là Ambrose Finnegan thực sự đã chết do rớt xuống Thái Bình Dương. Bạn đã thấy ông ấy trả lời tất cả các bạn khi được hỏi về khoảnh khắc ngày hôm qua và chú của ông, người đã mất mạng khi chiếc máy bay quân sự mà ông ta lái bị rơi ở Thái Bình Dương sau khi cất cánh gần New Guinea. Cho phiên tòa chính trị tiền bịt miệng của Donald Trump. Kính thưa quý khán thính giả, 12 bộ thẩm viên đã được lựa chọn và tất cả trong số họ đều có mặt vào thứ Năm, ngày thứ Ba của phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của cựu Tổng thống Donald Trump ở Manhattan. Thẩm phán Joan Merchant nói khi bồi thẩm đoàn thứ 12 được chọn, chúng tôi đã có bồi thẩm đoàn của mình. 48 người ngay lập tức bị loại trước đó sau khi họ nói rằng họ không thể công bằng hoặc vô tư với tư cách là bồi thẩm đoàn trong vụ án. 12 người đã tuyên thệ, một người thay thế đã tuyên thệ và cần thêm 5 người thay thế khác nữa. Phiên tòa hoãn lại và sẽ tiếp tục vào thứ Sáu lúc 9 giờ 30 sáng. Các bộ thẩm viên sẽ quay lại để trả lời bản câu hỏi sàng lọc dành cho bộ thẩm đoàn. Trước đó, theo các phóng viên của tòa án, trong quá trình lựa chọn bộ thẩm đoàn, Thẩm phán tòa án tối cao New York Joan Merchant đã miễn nhiệm cho bồi thẩm đoàn ngồi thứ hai vào thứ năm mà không rõ lý do trong ngày thứ ba của phiên tòa hình sự Trump. Theo các phóng viên của tòa án, Merchant đột ngột loại bồi thẩm viên đầu tiên vào sáng thứ năm sau khi cô nêu lên lo ngại về danh tính của mình bị công khai. Thẩm phán cảnh báo các phóng viên của tòa án về việc viết mô tả hình thể của các bồi thẩm đoàn. Cuối ngày hôm đó, Merchant cách chức bồi thẩm viên thứ hai được đánh dấu là bồi thẩm viên số 4 mà không rõ lý do. Tờ New York Times đưa tin, bên công tố nêu lên mối lo ngại về bồi thẩm viên thứ tư vì anh ta có thể đã trình bày sai về lịch sử bị bắt trong quá khứ của mình khi trả lời câu hỏi. Lý do sa thải bồi thẩm đoàn sẽ vẫn là một bí ẩn. Thẩm phán bờ trên đã điêm phong phần hồ sơ đó. Tất cả những gì chúng tôi biết là có những lo ngại về độ tin cậy của anh ấy. Bây giờ, anh ấy đã đi rồi và cần phải có thêm 7 bồi thẩm viên nữa để có mặt đầy đủ. Trong suốt phiên tòa dài vào thứ năm, Tổng thống Trump ở một mình và dường như im lặng ở bàn bào chữa, trông rất giống bất kỳ bị cáo nào khác khi các luật sư thảo luận về số phận của bồi thẩm đoàn. Phóng viên của Time, Maggie Haberman, mô tả khuôn mặt của cựu Tổng thống Trump có vẻ khó chịu khi thẩm phán bào chữa cho bồi thẩm đoàn. Khi rời phòng xử án, cựu bồi thẩm đoàn nói rằng lẽ ra anh ta không nên được bào chữa và gật đầu khi được hỏi liệu anh ta có nghĩ mình có thể không thiên vị hay không ông từ chối cung cấp tên của mình cho các phóng viên tòa án. Phiên tòa chưa từng có của Tổng thống Trump bắt đầu vào sáng thứ hai với việc lựa chọn bồi thẩm đoàn. Thứ năm là ngày thứ ba của quá trình đó và có thể kết thúc vào đầu tuần tới. Luật sư quận Manhattan của đảng Dân Chủ Evan Brett đã buộc tội Tổng thống Trump 34 trọng tội, cáo buộc ông làm giả tài liệu để che giấu vụ bê bối tình dục. Phiên tòa là phiên tòa hình sự đầu tiên xét xử một Tổng thống Hoa Kỳ. Trump có thể phải đối mặt với án tù nếu bị kết tội một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng APNORC cho thấy chỉ có khoảng một phần ba người trưởng thành ở Mỹ tin rằng Trump đã làm bất cứ điều gì bất hợp pháp liên quan đến vụ án. Quý vị thân mến, cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr hôm thứ Tư cho biết ông tin rằng phiên tòa liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump là một sự ghê tởm và bị chính trị hóa. Khi được người dẫn chương trình Fox News hỏi về phiên tòa bắt đầu vào tuần này tại thành phố New York, ông Barr nói rằng vụ việc rõ ràng là mang tính chính trị và là một sự ghê tởm. Lưu ý rằng các cáo buộc đã được đưa ra nhiều năm sau đó trong vụ án. Tổng thống Trump phải đối mặt với hơn 30 tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh vì các khoản thanh toán bị cáo buộc được thực hiện để che giấu những câu chuyện trong cuộc bầu cử năm 2016 thông qua luật sư cũ của ông, Michael Cohen. Cựu tổng thống đã không nhận tội và bác bỏ một số cáo buộc trong vụ án, trong đó có cáo buộc ông có quan hệ tình cảm vào giữa những năm 2000 với một nữ diễn viên trưởng thành. Ông bà nói Rõ ràng đó là vấn đề chính trị. 7 năm sau khi ông ấy trả tiền để bịt miệng để cố gắng giải quyết vụ án này. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông bà nói rằng ông sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Trump bất chấp những lời chỉ trích trước đó đối với cựu Tổng tư lệnh và ông chủ cũ. Ông nói với Fox News về sự tham nhũng và lật đổ Hoa Kỳ của đảng Dân Chủ. Ông cho rằng mối đe dọa thực sự đối với quyền tự do và đời sống của người dân Mỹ chính là sự thái quá của phe cánh tả. Họ đang phá hoại hệ thống công lý làm cho nước mỹ rơi vào vòng nguy hiểm ông nói tôi đã nói từ lâu khi đưa ra hai lựa chọn tồi tệ tôi nghĩ nhiệm vụ của tôi là chọn người mà tôi nghĩ sẽ ít gây hại nhất cho đất nước và trong tâm trí tôi rằng tôi sẽ bỏ phiếu cho đảng cộng hòa tôi sẽ ủng hộ phe cộng hòa như tôi nói mối nguy hiểm thật sự đối với đất nước mối nguy hiểm thật sự đối với nền dân chủ là chương trình nghị sự tiến bộ theo quan điểm của tôi việc tiếp tục chính quyền biden là hành động tự sát quốc gia ông bà một người theo Đảng Cộng hòa suốt đời, là bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ dưới thời cựu tổng thống George Herbert Walker Bush và một lần nữa được tổng thống Trump bổ nhiệm làm bộ trưởng tư pháp vào năm 2019 và 2020. Ông rời chính quyền vào tháng 12 năm 2020 sau khi công khai phản bác một số tuyên bố về gian lận bầu cử trong cuộc thi năm 2020. Sau đó, ông hợp tác với tiểu ban ngày 6 tháng 1 của Hạ viện để điều tra vụ vi phạm ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol Hoa Kỳ. Vào thứ Hai và thứ Ba, Tổng thống Trump phải ở lại phòng xử án ở Manhattan khi quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn diễn ra. Cho đến nay, 7 bồi thẩm đoàn đã được chọn cho phiên tòa, dự kiến kéo dài 8 tuần. Trong khi đó, thẩm phán nói với cựu Tổng thống rằng ông sẽ phải ở lại tòa trong suốt phiên tòa nếu không sẽ phải đối mặt với một vụ bắt giữ. Các luật sư của cựu Tổng thống đã nhiều lần cố gắng đuổi thẩm phán nhưng chưa thành công. Tổng thống Trump nói về vụ án, có vẻ rất không công bằng phải không? nhưng toàn bộ sự kiện này là không công bằng. Mọi trường hợp giả mạo được tòa Bạch Ốc thực hiện nhằm giúp tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử tái đắc cử đều là những lừa đảo bất công. Thẩm phán Merchant cũng từ chối yêu cầu của Donald Trump về việc bỏ lỡ ngày ra tòa để tham dự phiên điều trần của tòa án tối cao Hoa Kỳ về một vụ án riêng biệt liên quan đến lập luận của ông rằng ông nên được coi là miễn nhiễm khỏi bị truy tố.